kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào danh sách những bài diễn văn chỉ đại nhất mỗi thời đại, bạn hẳn sẽ nghĩ rằng nghệ thuật diễn thuyết là vùng đất chỉ có cánh mày râu góp sức duy trì. Nhưng sự thật không phải vậy, phụ nữ không hề lảng tránh diễn thuyết, cũng không phải họ không giỏi diễn thuyết, mà thực tế là rất nhiều người trong số họ đã hoàn toàn bị đẩy ra ngoài lề xã hội trong suốt nhiều thế kỷ qua. Tuy vậy, trong đại đa số phụ nữ bị kìm hãm quyền phát ngôn, quyền diễn thuyết, thì có một số phụ nữ kiệt xuất đã dũng cảm và táo bạo, dùng tiếng nói của mình khơi dậy sự thay đổi, biến đổi những cuộc đời và xoay chuyển dòng lịch sử. Được chấp bút sưu tầm bởi một trong những tiếng nói dẫn đầu nước Anh, cuốn sách Khi phụ nữ lên tiếng, 35 bài diễn văn của những người phụ nữ làm thay đổi thế giới được nhà xuất bản Dân trí ấn hành năm 2021 đã trở thành lời kêu gọi truyền cảm hứng gửi đến toàn cầu để tiếng nói của phụ nữ phải được lắng nghe và chú ý. Cuốn sách là tuyển tập những bài diễn văn xuất sắc của phụ nữ trên khắp thế giới, từ lịch sử đến hiện đại, từ các nhà lãnh đạo, nhà hoạt động xã hội đến những thiếu niên và người hưu trí. Cuốn sách dẫn đầu bởi tác giả Yvette Cooper tuyển chọn, giới thiệu cận kề bối cảnh lịch sử, tiểu sử nhân vật và nội dung diễn văn, đồng thời nêu bật được tính khích lệ và tính thuyết phục mạnh mẽ của từng bài diễn thuyết. Cuốn sách cũng là lời kêu gọi truyền cảm hứng để tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe và chú ý toàn cầu. Đối với bạn đọc yêu thích các bài diễn văn và muốn khám phá thêm nhiều giá trị và sức mạnh của tiếng nói phụ nữ trong lịch sử, cuốn sách này không thể bỏ qua. Tác giả Yvette Cooper là đại biểu quốc hội của Anh. Bà làm việc trong nội các dưới thời Thủ tướng Gordon Brown, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quản lý vấn đề lao động và hưu trí. Từ năm 2016, bà giữ ghế trong tiểu ban đặc biệt nội vụ. Bà cũng nổi lên khi cất tiếng nói trong chiến dịch vận động về vấn đề Brexit. Bà đã tốt nghiệp các trường Oxford, Harvard và trường kinh tế London. Trong cuốn sách Khi phụ nữ lên tiếng, Cooper cho thấy tầm quan trọng của sức mạnh ngôn từ, sự ảnh hưởng của nó khi phụ nữ có thể cất lên tiếng nói. Tiếng nói ấy không chỉ để giải phóng họ, đòi quyền lợi chính đáng thuộc về họ, mà còn truyền cảm hứng, thuyết phục người khác đồng thuận với họ, khẳng định vai trò của họ trong thế giới vốn tồn tại nhiều thế lực luôn muốn họ im lặng. Thực tế, không chỉ các nhà lãnh đạo dựa vào những bài diễn thuyết trước công chúng nhằm tìm kiếm sự đồng tình, ủng hộ cho bản thân, mà những phụ nữ bình thường cũng có thể cất lên tiếng nói dõng dạc đầy mạnh mẽ. Tiếng nói ấy đại diện cho rất nhiều phụ nữ khác, cho sự đè nén và bất công luôn áp đặt lên họ. Việc thúc đẩy và đề cao tiếng nói của phụ nữ trong xã hội hiện đại càng quan trọng hơn bao giờ hết, bởi thời đại chúng ta cần nhiều tiếng nói thấu đáo, sáng tạo và nồng nhiệt hơn từ phụ nữ. Bất kể họ mang màu da, giới tính hay thuộc nhóm cộng đồng nào, tất nhiên người phụ nữ dám cất lên tiếng nói đấu tranh bao giờ cũng gánh chịu nhiều phản ứng đả kích gay gắt, thỏa mạ, thậm chí có những đe dọa bạo lực, kiểm soát theo cả hệ thống hoặc đường dây. Nạn lạm dụng tình dục nơi công sở, kể cả những quốc gia tiến bộ nhất, trong những bộ máy được xem là tiên tiến, hiện đại hay trong giới giải trí, thi thoảng bị phanh phui đã chống lên những hồi chuông báo động về tiếng nói bị đè nén của phụ nữ. Sự áp bức đó đã góp phần hình thành nên một môi trường bất công, nam tính độc hại. Khi phụ nữ lên tiếng, 35 bài diễn thuyết của những phụ nữ thay đổi thế giới là một tuyển tập bao gồm những bài diễn văn xuất sắc và hợp thời điểm của những phụ nữ đã góp phần làm thay đổi thế giới do chính Yvette Cooper tuyển chọn. Trong đó, bà đã để lại những câu chuyện rất xúc động về họ. Từ Chimamanda Adichie đến Malala Yousafzai, với mỗi bài diễn thuyết, bà đều giới thiệu cặn kẽ, bao gồm bối cảnh lịch sử, tiểu sử nhân vật, nội dung diễn văn, đồng thời còn nêu bật được tính kích lệ và tính thuyết phục mạnh mẽ của mỗi bài diễn thuyết. Qua tuyển tập này, tiếng nói của phụ nữ được truyền đi toàn thế giới để mọi người hiểu rằng phụ nữ là những cá thể không bị phụ thuộc, họ có tư tưởng độc lập, có chính kiến riêng, có nhân sinh quan độc đáo. Phụ nữ thường chịu nhiều ràng buộc, nhiều nỗi lo.
nhiều định kiến hơn nam giới, dù ở bất kỳ châu lục hay quốc gia nào. Do đó, để họ có được sức mạnh và lòng can đảm, cần cho họ điểm tựa an toàn và sự khích lệ. Bằng việc giới thiệu 35 bài diễn văn của những phụ nữ làm thay đổi thế giới thuộc nhiều thế hệ từ khắp các châu lục với các chủ đề rộng khắp từ nữ hoàng Boudica năm 1960 đến Greta Thunberg năm 2019, từ việc kêu gọi người dân đoàn kết đứng lên chống giặc ngoại xâm, chống nạn phân biệt giai cấp, chủng tộc đến việc nhìn nhận các xu hướng tình dục, khiếm khuyết, Yvette Cooper đã thắp lên ngọn lửa cảm hứng cho phụ nữ toàn cầu. Cuốn sách không chỉ lan truyền tiếng nói của phụ nữ mà còn tôn vinh tiếng nói của họ. Tiếng nói của họ xuất hiện trên khắp thế giới, khắp các thời kỳ và đề cập đến mọi lĩnh vực. Cuốn sách là một tập hợp các bài diễn văn của những nữ hoàng chiến binh, những lãnh đạo quốc gia, những thiếu niên và những người hưu trí, những ngôi sao tham gia hoạt động xã hội và những người đấu tranh vì cộng đồng ở địa phương. Các bài diễn thuyết của họ là những lời kêu gọi chiến đấu, những cuộc bút chiến đầy nhiệt huyết và những chiêm nghiệm phản tính. Họ nói về tất cả, về những vấn đề nóng trên toàn cầu như chiến tranh, biến đổi khí hậu, đến những vấn đề chuyên biệt hơn như vật lý, mại dâm, nghệ thuật và làm đẹp. Từ cuốn sách Khi Phụ Nữ Lên Tiếng, 35 bài diễn văn của những người phụ nữ làm thay đổi thế giới, chúng ta học được những bài học sau. Phụ nữ cũng có khả năng và quyền lực để thay đổi thế giới. Việc họ bị kìm hãm quyền phát ngôn và diễn thuyết là do những rào cản xã hội và chính trị, không phải do khả năng của họ. Tiếng nói của phụ nữ là rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến thế giới xung quanh. Các bài diễn văn trong cuốn sách đã chứng minh được điều đó. Tranh biện là quyết mạch của nền dân chủ và tiếng nói đúng đắn thuyết phục và khuyến khích là điều quan trọng nhất để thay đổi thế giới. Chúng ta cần phải tôn trọng quyền lực của tiếng nói phụ nữ và đưa nó vào các quyết định và hành động tương lai. Cuốn sách này cũng cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về các vấn đề xã hội như chiến tranh, biến đổi khí hậu, đấu tranh cho quyền lực của phụ nữ và các vấn đề khác, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những vấn đề xung quanh chúng ta. Như Cooper viết, từ niềm tin của Angela Merkel rằng chúng ta sẽ tìm được một cánh cửa giữa những bức tường tăm tối nhất đến bài thơ đầy hy vọng của Maya Angelou. Đây là những phụ nữ thích rằng có thể sử dụng ngôn từ để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và thuyết phục những người khác làm điều đó cùng họ. Qua cuốn sách, chúng ta còn nhận ra một điều, nhiều bài diễn thuyết có thể thay đổi quan điểm và cuộc đời của con người. Tranh biện là quyết mạch của nền dân chủ. Cách ta dùng ngôn từ chứ không phải cách ta dung đao kiếm mới là điều thay đổi được quốc gia. Ngôn từ có thể chữa lành và kêu gọi đoàn kết cộng đồng, nhưng cũng có thể châm ngòi cho lòng thù hận và gieo rắc những mầm mống độc hại. Và theo The Independent, thì cuốn sách này của Cooper không đơn thuần là tuyển tập phản ánh những nhận thức về bất công xã hội, mà nó còn là một lời nhắc nhở khẩn thiết về chính hiện trạng không khí ấn lạnh của bạo lực chính trị nhắm đến phụ nữ phần nhiều. Những câu nói hay trong cuốn sách Khi Phụ Nữ Lên Tiếng, 35 bài diễn văn của những người phụ nữ làm thay đổi thế giới. Phụ nữ không hề lảng tránh diễn thuyết, cũng không phải họ không giỏi diễn thuyết, mà thực tế là rất nhiều người trong số họ đã hoàn toàn bị đẩy ra ngoài lề xã hội trong suốt nhiều thế kỷ qua. Cuốn sách không chỉ lan truyền tiếng nói của phụ nữ mà còn tôn vinh tiếng nói của họ. Tranh biện là quyết mạch của nền dân chủ, cách ta dùng ngôn từ chứ không phải cách ta dung đao kiếm mới là điều thay đổi được quốc gia. Ngôn từ có thể chữa lành và kêu gọi đoàn kết cộng đồng, nhưng cũng có thể châm ngòi cho lòng thù hận và gieo rắc những mầm mống độc hại. Cuốn sách này của Cooper không đơn thuần là tuyển tập phản ánh những nhận thức về bất công xã hội, mà nó còn là một lời nhắc nhở khẩn thiết về chính hiện trạng không khí ấn lạnh của bạo lực chính trị nhắm đến phụ nữ phần nhiều. Cuốn sách Khi Phụ Nữ Lên Tiếng, 35 bài diễn văn của những người phụ nữ làm thay đổi thế giới, mang đến cái nhìn sâu sắc về sự quan trọng của việc phụ nữ lên tiếng và có khả năng thay đổi cuộc sống của mọi người. Những bài diễn thuyết trong sách đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau và phản ánh những vấn đề quan trọng trong xã hội, nhấn mạnh việc sử dụng ngôn từ một cách thông minh và sáng tạo có thể thay đổi quan điểm và cuộc sống của con người. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tranh luận và sự hiểu biết trong xây dựng một xã hội công bằng và đoàn kết. Tác giả tin rằng cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, để lên tiếng và đấu tranh cho những giá trị công bằng và tự do.
Nó là một lời nhắc nhở quan trọng về vai trò của phụ nữ trong xã hội và giúp chúng ta thấu hiểu rằng phụ nữ không hề yếu đuối và có thể thay đổi thế giới. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Khi Phụ Nữ Lên Tiếng tại Thư Viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết Nối Tri Thức do Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư Viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát Thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư Viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.